Đang xin chào bạn. Sau đây là đang xin giới thiệu các bạn mồi giả spin spin 12. Đấy. Chiều dài là 2,5 mini. Đấy. Trọng lượng là 12 gram. Đây. Đẹp, có cả khóa lu cho các bạn ở đây rồi. Đây các bạn. Này kích thước của nó có 2,5 gram thôi. Xoay tròn. Này có cái này dòng này câu cá suối tốt, lùa suối tốt, nhỏ nặng 12 gram, đáp rất xa. Đây có cả khóa đây các bạn, này xoay chiều xoay tròn các bạn, cái này chỉ gây dụ cá. Có hai màu này, đây hai màu khác nhau. Genco hướng dẫn sử dụng. Đây, vẫn sử dụng. Đây, vừa rồi Hải đang xin giới thiệu các bạn mà con mồi giả spin 12. Hải đang fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing.